2 điểm sang điểm 3. Lướt vào vai này, không anh trên Minh cả 5 giờ đi thi hoa khôi. Ai hốt thì mà. Nhi chống lại đi. Rồi như vậy nha. Không, tay để vậy nó bình thường thôi nhỉ. Vuốt vuốt người. Đúng rồi, phong cách kiểu tiểu thư vào. Đúng rồi, búp bê Barbie. Đúng rồi. Chậm thôi, chậm thôi. 1 2. Đẹp nhá. 1 2. Như thế, đúng rồi. Liếc mắt đi không nhìn máy ảnh nữa đâu. Rồi. Tay này vuốt xong tách eo ra để anh còn nắn keo đẹp. Rồi ok như vậy, đẹp nhá. Đúng rồi, đẹp đấy. Nhìn máy này. Đúng rồi, tách môi ra nào. Ok. Nhìn đây, tương tác với máy. Đúng rồi, đang tốt nhá, rất tốt này. Đúng rồi, nghiêng góc mặt đi, đúng rồi. Đẩy vai viết cái thứ lên cho nó thay đổi đi. Đẩy bờ vai lên cho xương vai xanh nó lên đấy. Rồi nghiêng đầu sang đi nhá. Đúng rồi, thay đổi góc mặt đi, đúng rồi, tốt này. Rồi xoay người sang này đi. Xoay nữa, rồi tầm đấy đi. Rồi ok, nhìn bờ vai nào. Rồi ok, tay để lên gần mặt nào. Rồi ok, tay kia xem nào. Đẹp đấy, tốt nè. 2 điểm, sang điểm 3. Liếc vào vai này. Đúng rồi, tốt này, nghiêng đỉnh đầu đi, thay đổi góc mặt nào. Đúng rồi, liếc mắt đi hướng khác, không nhìn camera. Đúng rồi, tốt này. Rồi, đứng thẳng anh luôn nào. Để cái tay kia bám lên đây. Lộ cái tay đẹp, đúng rồi, ok, đẹp nào. Đúng rồi, tốt này. Môi nào, hào hứng nha. Ok. Bây giờ em vuốt đi xong em đẩy vai về trước cho cái xương vai xanh lên. Đấy, như vậy thôi, đúng rồi. Lỏng miệng nào, mặt sần sá đây nào. Đúng rồi. Đúng rồi, tất cả nhá, để tay phải lên gần môi nào. Đúng rồi, tốt. Đúng rồi, như vậy. Vẫn hơi đẩy bờ vai như thế là đẹp nhá. Đúng rồi. Đúng rồi, liếc mắt sang, mắt sắc vào. Nhìn cao lên, mắt to, đẹp, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi, để tay như vậy luôn, lỏng lỏng luôn. Rồi, đấy, cứ nhìn điểm đấy đang đẹp nhá. Nhìn cao lên một chút nữa nào. Rồi, liếc mắt đây, liếc bên cái mắt rồi. Đúng rồi, nghiêng đầu sang bên này. Đúng rồi, ok, liếc bờ vai nào. Đúng rồi. Rồi, giữ nguyên cho ảnh. 1, 2, nhìn cao quá, vậy không đẹp, nhìn thấp rồi. Thấp cằm xíu. Đúng rồi, như vậy. Cái tay bên kia để bờ vai đi. Nơi này, đúng rồi, mềm tay hết cỡ ra. Đúng rồi, cái cầu vai lên đẹp đấy. Trống trống lên như vừa xong đẹp, cái cầu vai nó lên đẹp. Đúng rồi, nhìn đây nào, nhìn đây nào nhỉ. Nâng cằm lên. Đúng rồi đấy, thay đổi các bạn như thế. Cứ giữ nguyên cho anh nhỉ. Công anh trên Minh cả 5 giờ đi thi hoa khôi. Ai hốt thì mà. Rồi, liếc xuống tay. Đúng rồi, đúng rồi. Đẩy hông nhiều nha. Đúng rồi, như thế. Liếc mắt sang kia luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt lắm, đứng lên chụp gần hơn nhá. Xong lấy cái tay đỡ cái hoa nhỉ. Rồi, tốt, như thế. Đúng rồi, đẹp nhỉ. Rồi, tay kia đặt lên trên. Đúng rồi, ok, xuất sắc. Liếc hoa. Ngả người về sau. Đúng rồi. Tốt này, đang đẹp nhá. Xuất sắc nhá. Rồi, em ngồi xuống xong là anh muốn kiểu em để tay lên nhảy đi. Đẩy lên nào. Ừ đấy, như vậy. Đúng rồi, ok, đẹp luôn. Rồi, tốt đấy, như vậy. Như vậy, liếc nhìn máy tính anh kìa. Đúng rồi. Ok, đúng rồi, tốt lắm. Em ngồi sát hẳn vào cái lùm cây để anh lấy nhiều cây kìa. Sát nữa, sát hết cỡ vào nào. Sát nhiều vào đi. Rồi, ok, rồi ngả người vào đi. Rồi, ok, như vậy. Nhưng mà cái tay tiếc diễn tương tác với cả cây ấy. Lấp ló cây, tương tác với cây vào. Đúng rồi. Như vậy. Đúng rồi, tương tác với cây như thế. Đúng rồi, đang đẹp nha. Đúng rồi, tốt. Nó phải như thế. Rồi, máy này. Nhìn máy này. Rồi, nhìn hướng kia nào. Ừ, đấy, đúng rồi, như thế. Đẹp. Đúng rồi, thẳng lưng lên xíu. Rồi, đẹp này, xinh quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp này, cách môi. Đúng rồi, đặt tay lên mặt đây, sát vào cây nhiều rồi. Rồi, sát nữa đi, đổ hẳn vào cây. Rồi, 1, 2, 3, đúng rồi. Tiến lên anh chiếu nữa, vẫn có một cái lá nó hơi lấp mặt đẹp. Rồi, ok như vậy đi, góc này đẹp rồi, rồi ngả vào. Rồi, đẹp diễn. Đúng rồi. Nhắm mắt mấy kiểu đi. Đang cầm lên, môi, diễn môi. Đúng rồi.